Theo hãng tin RT, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã phá hủy một xe bọc thép AFV do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine chỉ bằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chính xác, đồng thời công bố video về cuộc tấn công. Trong một tuyên bố vào ngày 21 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố xe chiến đấu bộ binh Stryker do Mỹ sản xuất đã bị tiêu diệt tại khu vực Kharkov bởi các quân nhân từ nhóm tác chiến phía Bắc bằng một đòn đánh trực diện. Bộ này lưu ý rằng thiết giáp này đã bị các đơn vị trinh sát thuộc quân đội Nga phát hiện khi đang di chuyển qua địa hình rừng rậm. Đoạn phim đen trắng do Bộ Quốc phòng Nga công bố dường như được quay bằng máy bay không người lái giám sát cho thấy Stryker đang di chuyển với tốc độ cao trên đường khi máy bay không người lái Nga đâm trực diện từ phía trước. Chiếc xe phát nổ với một loạt tên lửa và mảnh vỡ của lớp giáp bay theo mọi hướng, trong khi số phận của đơn vị điều khiển thiết giáp chưa được xác định. Phía Nga thông tin thêm rằng, sau khi phân tích thông tin tình báo, một quyết định đã được đưa ra là tấn công Shaker. Do bị máy bay không người lái FPV bắn trúng trực tiếp, xe bọc thép chở quân Shaker do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời nhấn mạnh vụ tấn công đã được xác nhận bằng các biện pháp kiểm soát khách quan. Máy bay không người lái FPV được ví như chim sắt đa năng trên chiến trường. Những máy bay không người lái này có khả năng mang theo lượng lớn vũ khí và hoạt động tầm xa. Những người điều khiển những máy bay không người lái như vậy liên tục phá hủy vũ khí và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine. Mặc dù các máy bay không người lái FPV có thể bay ở phạm vi xa hơn đáng kể so với máy bay không người lái khác và có thể mang theo tải trọng lớn, nhưng Bộ Quốc phòng Nga cho biết để vận hành vũ khí này một cách hiệu quả trong các hoạt động tấn công, người điều khiển cần phải có kỹ năng lái tốt và kiến thức về khí động học. Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, các nhóm đơn vị máy bay không người lái của Nga sẽ thực hiện các chuyến bay để truy tìm, điều chỉnh hỏa lực và tấn công mục tiêu. Máy bay không người lái hoạt động suốt ngày đêm, vì vậy người điều khiển chúng cũng có thời gian làm việc tương tự. Theo thông tin từ Vietnamnet, các nguồn tin tình báo Ukraine cho biết đêm ngày 20 tháng 10, các máy bay không người lái của nước này đã tấn công nhà máy sản xuất vũ khí Svelop của thành phố Dzerzhinsk tỉnh Nizhny Novgorod của Nga. Theo tờ The New Voice of Ukraine, máy bay không người lái UAV của cơ quan an ninh Ukraine, gọi tắt là SBU, lực lượng tác chiến đặc biệt SSO và Tổng cục tình báo HUR đã phối hợp tấn công. Mục tiêu bị nhắm tới là một phần của Tổ hợp quân sự công nghiệp Nga và đã bị Liên minh châu Âu EU và Mỹ trừng phạt vì các sản phẩm của cơ sở này được sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine của Nga. Ukraine cho biết nhà máy Sverdlov sản xuất thuốc nổ, đạn pháo, bom, đầu đạn tên lửa chống tăng và đầu đạn cho hệ thống tên lửa phòng không. Cơ sở này nằm cách biên giới Nga và Ukraine 900 km. Một nguồn tin tình báo Ukraine cho hay cuộc tấn công trên nhằm giảm khả năng quân sự của Nga. Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thành phố Dzerzhinsk của Nga vào đêm ngày 19 dạng sáng ngày 20 tháng 10. Theo hãng tin Asia của Nga, nhà máy Sverdlov, một phần của tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga, đã bị tấn công. Sau đó, thống đốc vùng Nizhny Novgorod, Gleb Likitin, cũng xác nhận có một cuộc tấn công cục bộ nhắm vào một khu công nghiệp bên ngoài thành phố chính của vùng, cách tiền tuyến 800 km. Hãng Asha dẫn thông báo vào ngày 20 tháng 10 của Bộ Quốc phòng Nga như sau. Các lực lượng Nga đã phá hủy hơn 100 UAV của Ukraine đang cố gắng nhắm vào các cơ sở ở một số vùng vào đêm qua. Theo đó, hệ thống phòng không đã chặn hoặc phá hủy 110 UAV của Ukraine, trong đó có 43 chiếc bị bắn hạ trên vùng Kursk gần biên giới. Nhiều UAV bị bắn rơi ở vùng Lipetsk, Odion và Nizhny Novgorod, Belgorod và Bryansk, Moscow. Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở sâu bên trong Nga với các cuộc đột kích nhắm vào các cơ sở năng lượng và các công trình dân sự khác. Theo báo Dân Việt đưa tin, hôm 18 tháng 10, Trung tâm An ninh Thông tin và Truyền thông Chiến lược thuộc Bộ Văn hóa Ukraine đã công bố đoạn phim, trong đó binh lính Triều Tiên được cho là đã được cung cấp thiết bị của Nga. Trung tâm An ninh Thông tin và Truyền thông Chiến lược tuyên bố rằng đoạn phim này được quay cách đây nhiều nhất là 3 ngày. Trung tâm cho biết, độc quyền, quân đội Triều Tiên được trang bị thiết bị của Nga. Theo các báo cáo, các hoạt động trong video diễn ra tại khu vực huấn luyện Sergeyevsky ở vùng viễn đông của Nga. Cơ quan truyền thông Nga Vatnie Istory, những câu chuyện quan trọng, đã phát hiện ra rằng tiếng Triều Tiên chắc chắn được nghe thấy trong video. Một trong những người lính hỏi bằng tiếng Triều Tiên, đây là gì? Từ được dịch là nước, cũng được nghe rõ. Trước đó, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov cho biết hiện có khoảng 11.000 lính bộ binh Triều Tiên đang được huấn luyện ở miền đông nước Nga họ sẽ sẵn sàng tham gia vào các cuộc giao tranh chống lại Ukraine sớm nhất là vào ngày 1 tháng 11. Trang Warzone vào ngày 17 tháng 10 dẫn lời ông Budanov cho biết nhóm đầu tiên gồm 2.600 quân sẽ được triển khai đến vùng Kursk của Nga, nơi Ukraine bắt đầu cuộc xâm nhập xuyên biên giới vào tháng 8 và vẫn nắm giữ nhiều vùng lãnh thổ đáng kể. Binh lính Triều Tiên sẽ sử dụng thiết bị và đạn dược của Nga, ông cho biết. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels vào ngày 17 tháng 10, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đang có kế hoạch huấn luyện và triển khai không chỉ bộ binh mà còn cả các chuyên gia Triều Tiên trong nhiều nhánh khác nhau của quân đội. Chúng tôi biết khoảng 10.000 binh lính từ Triều Tiên mà họ đang chuẩn bị gửi đến để chiến đấu chống lại chúng tôi, ông nói thêm. tờ Kyiv Independent cũng dẫn lời một nhà ngoại giao phương Tây nói rằng Bình Nhưỡng đã gửi 10.000 binh lính đến Nga. Còn cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc gọi tắt là NIS cho biết vào ngày 18 tháng 10 rằng Bình Nhưỡng gần đây đã quyết định triển khai 12.000 binh lính Triều Tiên, bao gồm cả lực lượng đại nhiệm, để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. NIS không nói rõ quân đội đã được điều đến chiến trường hay họ có thể triển khai ở đâu. Thông tin từ báo Đời Sống và Pháp Luật Ukraine được cho là đã bắt đầu phản công ở Donetsk và đạt được một số kết quả nhất định về hướng các thành trì chiến lược trong khu vực. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ trong báo cáo mới nhất cho biết lực lượng Ukraine đã bắt đầu phản công tại khu vực lân cận Torres và Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk. Trong khi đó, Nga đã đạt được những bước tiến trong tỉnh biên giới Kursk và xung quanh Chasipya, Pokrovsk và Kudakovo thuộc tỉnh Donetsk. ISVK lưu ý rằng lực lượng Ukraine gần đây đã giành quyền kiểm soát lại lãnh thổ bên trong Torres giữa lúc các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn trong khu vực. Cùng lúc đó, lực lượng Nga được cho là đã tiến hành các hoạt động tấn công ở phía nam Torres gần Nelipipka, phía tây Torres gần Chebinipka và phía tây nam Torres gần Sukhabanka vào ngày 16 và ngày 17 tháng 10. ISVK cũng đưa tin rằng lực lượng Nga đã có những bước tiến về phía đông Nam Pokrovsk trong khi lực lượng Ukraine đã tiến về phía đông thành phố. Dữ liệu định vị địa lý từ ngày 17 tháng 10 cho thấy quân đội Nga hoạt động ở phía đông Nam Pokrovsk đã giành được quyền kiểm soát lãnh thổ ở phía đông Lysychka, phía tây Novohorodivka và một cơ sở xử lý nước ở phía tây Novohorodivka và tiến dọc theo phía tây nam Selidovye. Cùng lúc đó, đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 17 tháng 10 cho thấy lực lượng Ukraine gần đây đã giành lại các vị trí nhỏ gần Mykolaivka, phía đông Pokrovsk và phía tây Hrodivka. ISVK xác nhận về sự tiến quân của Nga vào bên trong và phía đông nam của các khu định cư Chasipya và Kurakove ở tỉnh Donetsk quân đội Nga đồng thời đã tiến về sườn phía tây của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga. Đoạn phim định vị địa lý từ ngày 17 tháng 10 cho thấy quân đội Nga đang tiến về phía nam Zeleny Siliak, phía đông nam Kodenevo. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã đẩy lùi 6 đợt phản công của Ukraine về phía các khu định cư Zeleny Siliak, Lyubimovka, Tolstiluk, Nikniklin và Ruskaya Konopenka trong ngày qua các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Bắc tiếp tục tấn công và đánh vào các đội hình của quân Ukraine tại các khu vực định cư Lyubimovka, Malaya Loknia, Noviput, Novoivanovka và Plekovo. Quân đội Nga tấn công vào nơi tập trung nhân lực và thiết bị của địch ở vùng Kurs. Lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật của Nga tấn công vào lực lượng dự bị của Ukraine ở vùng Sumy. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới thuộc tỉnh Kursk, thống kê của Nga chỉ ra rằng thiệt hại của Ukraine lên tới khoảng 23.850 quân nhân, 165 xe tăng, 77 xe chiến đấu bộ binh, 100 xe bọc thép chở quân, cũng như 942 xe chiến đấu bọc thép. Trang tin quân sự Avapro vào ngày 17 tháng 10 đưa tin lực lượng Ukraine đang tiến hành thêm các cuộc tấn công mới ở một số hướng ở tỉnh Kursk của Nga trong khi đó quân đội Nga tiếp tục nỗ lực đẩy lùi đa tiến công của đối phương. Trong bối cảnh giao tranh ác liệt, ở khu vực Zelenysliak, quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc phản công mạnh nhất của quân đội Ukraine trong thời gian gần đây. Theo nhà phân tích quân sự Yuri Podolyaka, lực lượng Ukraine đã tích cực tấn công từ hai hướng, gồm các khu định cư Malea Loknia và Svelikovo. Các đơn vị Nga đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công này, nhưng việc tiến xa hơn nữa từ phía Nga ở khu vực này được cho là rất khó khăn. Chuyên gia cho biết, tình hình ở mặt trận này lặp lại mô hình trước đó vào tháng 9. Đợt tấn công ban đầu của lực lượng Nga đã dẫn đến thành công nhanh chóng, nhưng vào ngày thứ hai, quân đội Ukraine bắt đầu phản công, làm chậm cuộc tấn công đồng thời tuyến đường cao tốc zelensi Sliak Malaya Loknia có tầm quan trọng chiến lược vẫn nằm trong vùng chiến sự và việc chiếm giữ tuyến đường này vẫn là ưu tiên hàng đầu của quân đội nga bất chấp các động thái tích cực của phía nga lực lượng ukraine vẫn chưa rút khỏi khu vực rừng Bolsoy, ongovsky và giữ các vị trí ở phía đông làm phức tạp thêm cuộc tấn công theo chuyên gia podolyaka mặt trận hiện đã mở rộng nhưng điều này vẫn chưa dẫn đến những thay đổi đáng kể trong tình hình chiến đấu các trận chiến giành xuất ra nơi quân đội Nga cũng đang cố gắng đột phá qua các tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine cũng không kém phần khó khăn. Mặc dù Nga đã tiến được 1-2 km trong các khu định cư Mikhailovka và Chekaskaya-Konopenka nhưng vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào được quan sát thấy trên khu vực mặt trận này. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong ngày 17 tháng 10, ở mặt trận Kursk, quân đội Nga đã đẩy lùi 6 cuộc phản công của Ukraine vào các khu định cư Zelenysliak, Lyubimovka, Tonsiluk, Nidniklin và Ruskaya Konopenka. Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc vẫn tiếp tục tấn công các đơn vị của Ukraine tại các khu định cư Lyubimovka, Malaya Loknia, Novibut, Novoivanovka và Plekovo. Quân đội Nga cũng tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực và trang thiết bị của đối phương ở Kurs, đồng thời lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật của Nga đã tấn công vào lực lượng dự bị của Ukraine ở vùng Sumy, nơi giáp biên giới Nga. Trong ngày 17 tháng 10, Nga tuyên bố Ukraine đã mất hơn 250 quân nhân, 15 xe bọc thép, bao gồm 5 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh ở Kurs. Một số lính Ukraine đã đầu hàng lực lượng Nga và trở thành tù binh. Hơn 200 người đã tham gia đơn vị tình nguyện Baskus để thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động chống khủng bố đang diễn ra ở Kursk. Theo thống kê của Nga, kể từ khi bắt đầu chiến sự ở khu vực biên giới Kurs, tổn thất của Ukraine đã lên tới khoảng 23.850 quân nhân, 165 xe tăng, 77 xe chiến đấu bộ binh, 100 xe bọc thép chở quân, 942 xe chiến đấu bọc thép cùng hàng loạt thiết bị quân sự khác. Thiếu tướng Abdi Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Nga nhiều lần nói rằng ván cờ của Ukraine vào Kursk đã thất bại cuộc tập kích bất ngờ vào tháng 8 của Ukraine đã đạt được một số mục tiêu, bao gồm làm xấu đi hình ảnh mạnh mẽ của quân đội Nga trong việc bảo vệ đất nước, phá hủy tài sản quân sự và giành lãnh thổ cũng như là bắt tù binh để làm lá bài đàm phán. Tuy nhiên, Ukraine đang đối mặt với sự hoài nghi lan rộng khi họ tập trung nguồn lực vào Kursk và đang để lại tiền tuyến miền đông với đầy những lỗ hổng mà có thể khiến Kiev phải trả giá đắt bởi Nga liên tiếp đạt được đa tiến trong thời gian qua. Ukraine đã kéo căng lực lượng để đưa lên tấn công Kursk, khiến hàng phòng thủ miền Đông lộ ra điểm yếu để Nga khai thác. Trong vài tuần qua, Moscow liên tiếp giành được lãnh thổ chiến lược ở Donetsk đẩy Kiev vào thế khó. Thông tin từ VOV cho biết, phát biểu với báo chí, ông Vladislav Volosin, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết, Nga đang chuẩn bị mở đợt tấn công mới vào các khu vực tiền tuyến bị bao vây xuyên qua vùng Zaporizhia vốn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động hậu cần của Kiev ở phía đông. Cụ thể, Nga đã tăng cường binh sĩ có khả năng đẩy mạnh các cuộc tấn công mới gần thành phố Orykiv của Zaporizhia và ngôi làng Trobotin đang bị bao vây trong vài ngày tới. Nếu đạt được bước đột phá, Moscow có thể khai hỏa vào các tuyến đường hậu cần nối Zaporizhia với phía đông Ukraine. Ông Vladislav Volosin cho biết khi được hỏi về những báo cáo cho rằng lực lượng Nga đang tập trung để đột phá theo hướng Odekip và Malatokmeka cách Zaporizhia khoảng 50 km về phía đông nam. Ông Vladislav Volosin nhấn mạnh quân đội Nga dường như đang cố cắt đứt huyết mạch hậu cần của chúng tôi bằng mọi giá. Quan chức này cho biết thêm, khu vực chiến đấu này khá phức tạp. Trước đó, chúng tôi đã báo cáo rằng các nhóm tấn công của Nga đang tập trung ở đây. Trong nhiều ngày, đối phương đã tiến hành các hoạt động chiếm giữ vị trí của chúng tôi. Tình hình liên tục thay đổi và tiền tuyến chuyển dịch theo hướng này hoặc hướng khác. Tuy vậy, lực lượng Nga đã không đạt được thành công đáng kể nào. Động thái trên diễn ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc chiến, khi cả Nga và Ukraine đều hướng đến việc củng cố vị thế của các bên trước khả năng diễn ra một cuộc đàm phán hòa bình. Trong những tháng gần đây, lực lượng Nga đã có những bước tiến ở phía đông Ukraine, đặc biệt là giành quyền kiểm soát thị trấn quan trọng Ukleda vào đầu tháng 10 năm 2024. Với lợi thế đáng kể về quân số và vũ khí, không có dấu hiệu cho thấy Nga bỏ mục tiêu chiếm thêm lãnh thổ Ukraine khi mùa đông đến gần. Tỉnh Zaporizhia ở phía đông nam Ukraine là một trong bốn tỉnh mà Nga tuyên bố đã sáp nhập vào tháng 9 năm 2022, mặc dù lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát khoảng một phần ba diện tích tỉnh này, trong đó có cả thủ phủ khu vực. Các chuyên gia cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu những động thái gần đây của Nga có báo hiệu sự khởi đầu của một cuộc tấn công lớn vào vùng Zaporizhia hay không. Nhưng hoạt động như vậy khó có khả năng xảy ra trong tương lai gần vì Nga vẫn tập trung vào mặt trận ở phía đông. Ông John Hadier, phó giám đốc chương trình Nga tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ, nói với tờ Kajib Independent rằng tôi không nghĩ Nga có đủ lực lượng để duy trì một cuộc tấn công như vậy trong khi vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự ở tỉnh Donetsk, nơi được cho là ưu tiên hàng đầu. Theo báo cáo của quân đội Ukraine, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công dọc theo biên giới giữa Donetsk và Zaporizhia và đạt được một số thành quả chiến thuật hạn chế trong những ngày gần đây. Ngày 24 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã chiếm được làng Levanne ở vùng Zaporizhia, cách thành phố Zaporizhia khoảng 170 km. Khi được hỏi về điều này, ông Volosin cho biết tình hình đang thay đổi nhanh chóng, đồng thời lưu ý không bên nào có thể giành lại thế chủ động. Nhóm giám sát Dipset lưu ý, Levanne đã nằm trong vùng xám tính đến ngày 16 tháng 10. Các nguồn tin của Nga và Ukraine cũng đưa tin về những bước tiến của Nga về phía ngôi làng Novodarivka gần đó và ở khu vực phía tây nam Velika Novosinka. Trong hai ngày qua, lực lượng Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trên bộ gần Dobotine, Malatokmaika và novo Novodanilivka ở trung tâm của tỉnh Zaporizhia, nhưng vẫn chưa đạt được thành quả đáng kể. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết, khu vực này từng là trọng điểm của cuộc phản công mà Ukraine thực hiện ở phía Nam năm 2023. Kiev đã giành lại Dobosine và một số khu định cư nhỏ khác, nhưng không có bước đột phá lớn. Phía Nga tiếp tục tiến công vào khu vực Zaporizhia không phải là điều bất ngờ. Hồi tháng 9 vừa qua, quân đội Ukraine báo cáo Nga đang tập hợp lực lượng và thiết bị cho các hoạt động tấn công trong khu vực. Tuy nhiên, ông Volosin đánh giá Moscow chỉ tiến hành các cuộc tấn công nhỏ lẻ, còn để thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn vào Zaporizhia, họ sẽ cần lực lượng hùng hậu hơn. Ông Petro Andriushenko, cố vấn cho thị trường thành phố Mariupol do Nga kiểm soát, đã chia sẻ video cho thấy cảnh quân đội Nga chuyển số lượng lớn binh sĩ từ Novo Azov qua Mariupol đến quận Polohy, nằm gần tiên tuyến hơn ở phía đông Zaporizhia. Đồng thời, Nga cũng tăng cường các cuộc không kích vào Zaporizhia, phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Quân đội Nga bắt đầu sử dụng bom dẫn đường có sức công phá lớn tại Zaporizhia vào ngày 23 tháng 9. Trước đó, Moscow chỉ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Thống đốc tỉnh Zaporizhia, ông Ivan Fedorov cho biết bom dẫn đường do Nga phóng có thể bay đến thành phố trong vòng vài phút. Những quả bom này gần như không thể bị bắn hạ và Nga đang sản xuất một số lượng lớn. Mặc dù Ukraine liên tục cảnh báo nguy cơ Nga phát động cuộc tấn công quy mô lớn hơn vào tất cả các khu vực của tiền tuyến, nhưng hành động của Nga ở Zaporizhia vẫn tương đối hạn chế, với trọng tâm chính vẫn là các khu vực do Ukraine nắm giữ ở Donetsk, Kyiv Independent dẫn nhận định của một số chuyên gia nêu rõ. Nhà phân tích Emin Kasehenmi thuộc nhóm Blackbird có trụ sở tại Phần Lan đánh giá, ở Zaporizhia, Nga có thể đã đạt được một số lợi thế cục bộ, nhưng không có gì có thể thay đổi đáng kể tình hình chung trong khu vực. Nga tuyên bố chiếm được Levane, nhưng khu vực này có vẻ như không phải là một ngôi làng vì chỉ có một vài tòa nhà. Tòa nhà lớn nhất trong số này có thể dùng làm nơi trú ẩn cho xe cộ đã bị phá hủy thành từng mảnh. Để chiếm được Lê Văn Nga chỉ cần tiến khoảng 3 km qua một vài cánh đồng. Theo chuyên gia Hadie, vẫn chưa rõ những bước tiến của Nga gần Levane và Novo Dadipka có báo hiệu một chục tấn công liên tục ở khu vực đó hay không. Ông nói trước đây, Nga đã tiến hành một số cuộc tấn công theo hướng Velika Novosinka, chiếm Udozane và Saromaiskoe vào mùa hè và không đạt thêm bất cứ thành quả nào nữa. Ông Hadia nhận định Nga hiện đang tấn công về phía Velika Novosinka từ khu vực Solotaniva gần Ukleda. Điều này phù hợp với nỗ lực lớn hơn của Nga nhằm đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi phía nam Donetsk. Còn chuyên gia Kastehenmi nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công trên bộ gần đây của Nga vào Zaporizhia được thực hiện với lực lượng tương đối hạn chế, cho thấy Moscow không chuyển hướng trọng tâm chính của họ. Ông nói thêm, có thể đó chỉ là quyết định của các chỉ huy Nga tại địa phương với những nguồn lực lớn mà Moscow đã triển khai để chống lại cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào tỉnh Kursk, miền Tây nước Nga. Nhà phân tích quốc phòng Kodat Muzika nhận định quân đội Nga không có khả năng tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn ở Zaporizhia. Theo ông, đây có thể là chiêu bài của Nga để khiến lực lượng Ukraine bị đánh lừa rằng Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn hơn buộc Ukraine phải phân tán lực lượng và triển khai lực lượng dự bị bảo vệ Zaporizhia. ISVK cũng đưa ra quan điểm tương tự trong báo cáo đánh giá tình hình chiến sự, nhấn mạnh rằng họ không thấy Nga tập hợp đủ nhân lực và nguồn lực cần thiết cho một cuộc tấn công lớn vào Zaporizhia như những gì đang diễn ra ở miền đông Ukraine. Báo cáo cho biết, Nga đã tái triển khai các lực lượng ở khu vực biên giới Donetsk, Zaporizhia và nhiều nơi khác ở miền nam Ukraine để ứng phó với cuộc tấn công của Kiev vào tỉnh Kursk theo isvk hoạt động điều động quân ở những khu vực ít giao tranh ở mặt trận miền nam ukraine có thể là nỗ lực nhằm chuyển hướng sự chú ý của ukraine khỏi các cuộc tấn công ưu tiên của nga tại tỉnh donetsk và khiến kiev phải phân tán lực lượng